ngày 3 tháng 5, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 5, nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã đến hiện trường vụ án. Nạn nhân là ông Quy, phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, bị đâm trọng thương khi đang ở trong phòng làm việc tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ, thuộc địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Tại hiện trường, một số vật dụng trong phòng làm việc của ông Quy bị ngã đổ, có nhiều vết máu dưới sàn nhà và bàn làm việc. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng có một số vết thương ở vùng bụng hông, bả vai. Hiện Công an huyện Cam Lộ đã tạm giữ nghi phạm và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.